Xin được chào các bác. Lại tiết mục làm cây đêm. Ban ngày đi làm của bác. Báo cáo các bác bắt được con điền ưng quá. Một con nam điền cỡ mini. Mini nhưng mà mà kể cả chậu lẫn đất thì một người bê nặng tay đấy. Đấy. Cây cao này. Cây cao chắc độ nếu mà hoàn thiện đến đây chắc độ 30 phân. Không biết có được 30 phân không. Đấy, chậu này chắc 35 40 đấy. Dài 40. Rộng chắc khoảng độ 25 30 30 30 40. Đấy. Cái chuyện đấy thì ta tính sau chậu tàu đấy, nhưng mà còn cái cây các bác nhá. Cái cây. Đầu tiên là cái cảm quan đấy. Ban đêm quay nó khó quá các bác. Đây, lá điền nhỏ tí. Cảm quan này, lao sao. Dầm dày mập chi chít này. Lao sao. Đấy. Thì cái cảm quan này, ban đầu của người bắt cây ấy, đầu tiên các bác nhìn từ xa thấy cái dáng này là thấy hốt hồn rồi. Đấy, thì bắt đầu là tò mò rồi đấy. Bắt đầu mới bới ra xem bệ, xem chân. Ừ, thấy ổn. Xem bệ, xem chân ổn, ngon. Không cần tứ diện đâu các bác nhá. Chỉ cần bè, thân, bệ có, thế là ngon rồi. Bạn thân, đường chuyển cắt giật như nào, ổn. Tất nhiên các bác xem qua camera thì không thể nhìn thấy được, mà lại trời tối nữa. Đấy, cho nên là đang mô tả cái lúc quá trình mà đi bắt cái cây này. Đấy. Thứ hai là cái dáng dấp. Nó là cây hoàn thiện rồi. Dòng dõi hoàng gia rồi, nam điền rồi. Giờ lao sao này, lá bé tí. Đấy, nhưng mà ông bác này thì ông ấy có lẽ là không biết làm răm. Nhìn chả thấy bao giờ bật răm cả. Nhìn nó mới ung tùm này. Thì con này bắt cũng khá nhiều tiền các bác. Em bắt trên 20 đấy. 20 thì đúng rồi. Đấy. Máu điên nổi lên của bác. Có bác nào nhìn thấy cây này mà dám bắt tầm trên 20 giống em không? Chắc ít các bác nhỉ. Các bác để dành bác săn cái cây khác. Đấy, không có tiền mà cứ ham hố là mệt lắm. Đấy, thì cơ bản là khoe các bác như này đã, vì bây giờ rất khó nhìn. Thế bây giờ em sẽ vặt lá, vặt dần. Xong tí nữa xuống làm bát cơm, xong rồi tối lại lên chiên tiếp. Mấy cây này làm thì chắc mất buổi tối đấy. Chắc mất khoảng độ tiếng đồng hồ đấy. Chỉnh lăm và định hình lại cái mặt nào là mặt chính. Vì các bác nhìn này thì em cảm quan nó đang mặt chính ở chỗ này này. Đang chiều này. Nếu theo mặt chậu nó là như này. Nhưng mà em đang tính mặt chính là như này. Đấy, thì bây giờ phải tuốt ra cái đã. Và cái ngọn này phải nuôi lại. Giật lại một phát lên đây. Cơ bản là như vậy. Còn bây giờ phải vặt ra các bạn ạ. Vặt ra. Vặt phải thử các bạn. Xong lộ cộ ra mới sướng. Đấy. Lách tách. Lá bé tí này. Xoăn tít. Dày. Đủ nắng, đủ gió, đủ nước. Dã man. Giờ vặt lá cái đã các bác nhá. Bây giờ là vặt. Vặt chắc khá thân lâu đấy. Sướng. Về là phải vặt luôn các bạn. Nhưng mà không chịu đâu. Ồ, quý đấy. Quý đấy các bạn. Rất mê đấy. Để đi chơi luôn. Vặt chỉ cần 1-2 tháng sau nó đi chơi luôn. Chơi chỉnh lãn luôn. Chơi cái đồ hoàn thiện nó sướng ở chỗ đấy các. Chỉnh lại tí răm này. Chọn cái mặt chính là ok. Làm cây đầu tiên là các bác phải định hình được cái mình định làm mặt nào là mặt chính. Và mình tiếp theo mình chuyển như nào cho nó. Đấy, dầm riêng nó lộ ra quay không. Bác xem đêm hơi khó nhỉ. Nha, các bác cứ gần nhà em qua đây ngắm trực tiếp phê lắm. Em mà đã bắt cây mà đã tâm đắc thì chỉ quê chuẩn thôi các bác. Không có bắt lộ cộ.
lắm các bác ơi. Việc phải vặt ra các bác, con này phải vặt ra để định hình lại cái thân cốt, cái mặt chính của nó. Rụng rời một vài cái răm không sao cả. Dày, dày đến nỗi cảm giác như là rơi cái gì vào đây, không bao giờ rơi xuống đất đất. Dày dã man luôn. Cây thì không to quá nhưng mà rất khỏe. Cái vườn bác này trồng cây rất khỏe, dưới đất tụt bãi khỏe lắm. Đấy, đúng là phải live stream cái video này cho phê, nhưng mà buổi tối quá nhìn nó hạn chế lắm. Tuyệt vời. Nay bò cả không cả đón con luôn mà các bác. Không đón con, đi làm chở cả cây này đi luôn. Thế mà độ này bắt được nhiều cây hay quá các bác. Tâm đắc. Tất nhiên tiền bỏ ra dã man, nhưng mà sướng các bác ạ. Mất tiền nó sướng, mất người bắt được đồ ưng nó sướng. Đắt tí cũng được không sao, quan trọng là đồ chuẩn ưng, đồ mình mong muốn tìm, mình thấy nó hợp với mình. Có ai mà mất tiền lại thấy sướng không? Chỉ có đi chơi cây thôi, chơi gái mất tiền cũng xót đấy các bác, không sướng đâu. Để chơi cây mất tiền thì không sướng đâu. Tất nhiên mình giữ lại được cốt đẹp, chơi gái thì mất. Đam mê cái gì cũng tốn kém thôi, chơi cái gì cũng tốn kém cũng sướng cả thôi nha. Nó đọng lại được cái gì cho mình? Mình mất tiền mình còn cây. Cây giá trị thì không bao giờ sợ lỗ các bạn. Sợ bắt nhầm thôi. Mua đắt không sợ, sợ bắt nhầm. Đấy các bác nhìn này. Phê không? Đây. Chỉ cần đấy, chỉ cần nhìn thấy chỗ này đã chết nửa đời người. Tí nữa quay góc nghiêng của camera là phê. Nửa đây người rồi. Đấy, không vặt nhanh gì. 3 hôm nữa nữa phá răm thì chết.
kiếm cái tách của lá điền sướng quá. Điền hơn quê ở chỗ đấy. Một số dòng xanh quê cũng lá nó ngang ngửa chứ còn hơn đấy quá. Đấy, tất nhiên nó ít rồi. May quá đầu răm không bị to. Hôm nay nó vẫn thi thoảng nó tỉa đấy. Hôm trước có cô đâu nào đấy ông hỏi tôi trên mạng là vì sao cứ thấy anh làm cây là lại tuốt lá. Thế là không phải cứ phải làm cây là phải tuốt lá đâu các bác nhé. Nhất là mình tuốt lá để mình nhìn được những cái điểm bên trong, những điểm bị che, và để mình làm, mình tỉa, mình chọn răm, mình chọn chi nó chuẩn hơn. Và cái thứ hai là sau khi lọc răm chi xong thì nó phun cùng một lứa lá thì nó đẹp hơn. Đấy. Thì mục đích của nó là thứ nhất là dễ làm, thứ hai là để đẹp hơn. Chứ các bác bây giờ để nguyên form như này xong các bác tỉa xung quanh ok, nhưng mà những cái điểm nó bị che bên dưới nó sẽ rất không nhìn thấy, và sau đầu răm nó sẽ rất to. Cái thứ hai là sau đấy thì lá già là lẫn lá non nhìn nó là hơi lôm nhôm. Đấy, lôm nhôm. Nhưng mà những cây mà ổn định rồi thì các bác cũng không cần thiết phải rút răm nhiều quá. Ổn định rồi tỉa năm rút răm một lần.
hay các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái quả dăm nào chưa? Đấy. Để nhấc cái camera xuống nha các bác nhé. Quay vào nữa đi. Về. Lọc cọc quá nhỉ. Nó có cái rễ, có cái đất ở dưới nó lọc cọc cọc. Rồi anh em xem cây đi các bác. Đầu tiên là chấm điểm thân cốt nhá. Bè, bẹt, bệ có, tất nhiên không quá nhiều, không quá xuất sắc, cái bệ thì không quá xuất sắc nhưng mà ngon, làm được. Bè, bản thân bè này. Đấy, chỗ này dưới có bệ hết đây, điểm này có này, này có này. Đấy, chưa phải lối ra. Đấy. Làm kinh chưa? Đấy, dăm đây. Rất may là chưa có những cái chỗ đầu to đùng to đoàng. Đều lục cục hết các bác. Không có những cái điểm bị to, bị xé, ít. Đấy. Thấy chưa? À. Nhìn chưa các bác? Đấy, không có những cái điểm bị to đầu dăm nhé, ít lắm, ít lắm. Quay nghiêng cả, quay ngang cái dăm rồi các bác nhá, nhìn này. Đấy. 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 Đây thì bây giờ chúng ta suy nghĩ xem là chọn mặt nào là mặt chính để tí nữa làm tiếp. Mặt này, mặt này cũng có thể là mặt chính. Đấy, khá ổn. Thân khá là thuận. Thế thì cái chi này là phải bỏ đi. Bỏ đến đây. Bỏ đến đây. Bỏ đây. Đấy, bỏ đây. Đây. Để chơi cái mặt này là mặt chính. Bông phông đây đỡ, bông đỡ đây rồi. Cái chỗ này. Cái chỗ này chỉ để đỡ thôi. Đấy, cắt đến tận đây. Thậm chí vào tận trong này. Đó. Đây một tròn, đây một tròn, đây một tròn. Cái đường chạy chính ở đây kìa. Đấy là cái ý tưởng thứ nhất. Là chọn cái mặt này là mặt chính. Đúng cái góc chậu này. Khá ổn. Ý tưởng thứ hai ấy, là nếu mà giữ lại tay này, chọn mặt này là mặt chính. Cũng được, cũng được. Cũng sâu. Thì cũng... nên bỏ cái một chút cái phần dăm này đi. Đấy. Đấy. Rồi. Hợp lý. Đây, mặt sau là cái cây như này. Thì mặt này là mặt chính là hợp lý. Đấy. Đây, nó sẽ ở chỗ này. Chỗ này đúng cái chiều, đúng cái góc chéo này, đúng góc chéo này. Đây, đúng góc này. Đúng góc này. Đúng góc này. Ok. Cái kiểu nào gì thì cũng sẽ cho đi cái phần này. Mặc dù rất đẹp thôi nhá, rất đẹp. Nhưng mà ta sẽ đánh nó về phía này. Về phía này. Và cái cái chi này, cây sẽ làm theo kiểu thiên nhiên. Xem nào, chi này sẽ, cái đầu này sẽ phải xử lý này. Đầu này phải xử lý. Đầu này bị to một chút, xử lý. Đấy, xử lý cái đầu này. Cạp nó đi, đúng cái chỗ này.
bỏ nguyên cái em hẻo này đi, vòng phát từ đây ra đây để nuôi cái đằng giật này này. Cái này thì ổn rồi, cái này cũng sẽ giật. Đấy. Ok các bác, tạm thời ý tưởng thế đấy, khỏe như thế đấy. Xuống ăn cơm phát ạ. Xuống ăn cơm phát. Đấy. Ở hai này. Ăn cơm xong rồi lên làm tiếp. Xin cảm ơn các bạn.